Xin chào tất cả các bạn nha. Lại chào bạn nữa nha. Các bạn nha. Các bạn ơi, thì hồi nãy anh em mình chơi giót nước vô cái ly bạn, là lùng nói chung nó cũng muốn phục hận rửa thù nữa nha bạn. Nên anh em mình sẽ tổ chức ra chơi một lần nữa nha, là lật chơi nước bạn. Là bố anh em mình sẽ có một lượt lật mà lật trong vòng 5 vòng nha. Nếu như mà giả tỷ nha, mình lật đứng mà ba thằng này là không đứng, là một mình sẽ gõ thằng hai cái, là ba thằng sáu cái. Okay. Nếu như tao với thằng Đen mà lật đứng thì thằng Đen gõ quy pin hai cái, tôi sẽ gõ thằng Lùng hai cái, đúng không? Ok, ok không? Nếu như là không nào lật đứng hết là quê. Chỉ sao đúng không, lật đứng là quê không. Bây giờ lỡ thí dụ hai người lật được thì gõ thằng này hai cái, gõ kia thêm hai cái là bốn cái. Là bốn cái, bốn cái, người ta gõ là bốn cái nữa hả? Đúng rồi, thì bốn cái đó vậy không. Rồi chơi vậy đó, cho nó đúng rồi. Rồi nhưng mà có cái này là nó dữ lắm nha bạn. Nhưng mà gọi vậy nè, mình xuyên phong mình thì phạm không hy sinh để mình thử nghiệm cái cho các bạn nghe nha. Đúng rồi, tôi cầm chó nè, mày cầm đây mày không gọi đầu tao nha. Ôi lông bông luôn lũng mày nhỉ. Còn chơi được không? Dễ gì vậy nha. Ủa tôi nói không nghe không? Nghe rồi. Dạ. 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 Nghe. Rồi. Nghe cái chuông chùa đâu đây. Rồi nghe cái bồn chút xíu thôi, coi đâu mà lỡ. Anh em mình đủ quá, tiếp tục ra. Là có chơi có chịu nha. Có chơi luôn nha. Là cái này là mình cho lùng nó gỡ gà nha bạn. Nếu mà nó xui nữa nó gắn chịu nha. Ok, gỡ gắn chịu. Rồi, u quá cái này cục trước nè. Là chơi mấy vòng nè? 5 vòng. 5 vòng không? 5 vòng. Hết 5 vòng là nghỉ nha. Ok. Rồi, thắng thua gì cũng nghỉ nha. Rồi. Oh wait. Oh lại. Oh wait. Oh wait. Nè ra trước. Nè ra trước. Oh wait. Ông nhì. Oh wait. Gì? Ủa vậy? Tôi thấy hình như cái mày dùng trước kìa. Nó nguy hiểm chứ trời. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Mấy cái kết nha. Rồi, ngồi xuống đi. Ông làm cái gối vậy? Để con đây ai thấy nha. Đứng nha. Không đứng lại nha. Đấy nha. Bây giờ tới mình nha bạn. Con đang mới là không đứng nha. Bây giờ tới mình nha bạn. Ủa nè. Lộp. Thôi ông. Mày kém. Thôi tôi hả? Trời ơi, mày kém lo đúng nha. Trời ơi. Thì đứng nha. Các bạn. Nói với cái trò chơi này là mình là thánh. Đúng rồi. Đứng cái là chết luôn nha. Ngã đi. Ngã. Tôi lúc đầu cũng thẳng cho đứng à. Thôi ngã nè. Đây là nha bạn. Ngã. Vô. Ngã. Gì á? Trời múa lửa à. Sao ngã. Nope. Ôi, trời ơi. Đúng rồi, gọi luôn. Bây giờ là tới lượt mày phải gõ bàn tay đó mà nếu được đứng. Ok. Nếu không đứng lên là ba phải đợi. Nope. Không này ơi. Không này ơi. Hết một vòng không? Không này ơi. Một vòng rồi đó. Không này ơi. Thủ sĩ nó sao khó dụng ta? Trời ơi, cái gì đây vậy? Trời, vô. Nope. Hồi nãy là lỗi cái thật nha bạn. Lỗi cái thật chung quen tay. Nè, xem nè. Vô nha bạn. Ta đang xem á. Nope. Trời ơi. Gọi ta. Thằng nào cũng đồng nhau hả? Sao thường ngày lật hay lắm mà sao giờ thằng nào lật dở cho ngay. Sáu cái không? Sáu cái xuống quýnh không á? Ở đây nó có ba bụi bặm nè. Chết mẹ. Ôi, máy quay nó bị lỗi rồi. Máy quay lỗi rồi. Ghê quá, mang mình nó lật cái gì hả? Ba bị chảy mà. Tao chứ không, tao bị chảy trước hả? Rồi ơi, đâu lụng cái ai vậy? Một thằng hai chém. Mình trả thù được ba thằng nha. Sao mình vòng rồi kìa. Để xác chắc luôn mới đã. Trời ơi, trời. Cái điện thoại nó không ngu luôn anh ơi. Tôi nghe cái màn thấy ông mới lùm bùm xuống đây. Trời ơi. Trời ơi, trời. Thôi nghỉ. Không chơi đâu, không chơi đâu. Mày ăn cơm với ai đậu chạy vô đây nói chuyện gì vậy? Chơi gì luôn tao không? Ủa, không chơi gì nữa rồi. Khó chịu luôn. Thôi nghỉ, không chơi nữa rồi. Khó chịu lắm. Thôi chạy
thoại mày buông ra chừng một phút sau mày mới nghe lại bình thường nha. Ấn chừng rồi. Ê! Ê! Ơi nè, ơi nè. Ôi thôi. Ủa tôi nghe cái chùa đâu đây ta? Ờ, chùa là tao bị chuẩn bị chùa à? Tôi nghe tiếng chùa đâu đây ta? Nè 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 nè. Đâu đó là quay viên kìa, tới hàng đó nè. Ừ, vô thấy cảnh nè. Ủa, đâu có chơi, nãy giờ có chơi. Rồi, nãy giờ nó đâu chơi đâu. Nãy giờ đâu chơi đâu, mà đi nãy nói quay viên hả? Nãy giờ nó máy đâu không? Ừ, nó máy nè. Nè, mày hai cái. Nó quay viên, nó có được. Vô thấy cảnh nè, vô thấy cảnh cái nè. Ủa, chịu luôn nha. Tính ra ông lụng phục hằng được ông nội ơi. Khó chịu nha. Ê, chết rồi. Ông lụng tay nha, chết bụng nha. Đúng rồi, mình lên đây. Có e e luôn nè. Vậy tôi nghe tiếng chuồng chùa bay á. Cái này cái bài giỏi luôn kìa. Ừ tao giỏi rồi. Cái này cái bài giỏi này mới có hai vòng đó, còn ba vòng đó luôn. Ừ mới có luôn. Mới có hai vòng đó. Ừ vòng này vòng ai nè. Nó nghĩ chơi được không? Ủa xị nó ba mình chơi được chờ nha. Mình tán lại một cái tới cùng chuyện luôn nè. Mày gán nó đi. Nãy lấy dí ai rồi? Quên rồi. Dạ, có chịu vậy? Nhưng mà lấy dí tao nè. Nè, mày lấy dí ông chú hoạt động nội, dí nó có ba lục cục đàn hồng, nó khó đứng lắm đó. Ha, nó bắt đứa đồ, nó khó đứng lắm đó. Lục đá! Ôi, lại! Ai cho lại? Lại lục cục đàn hồng, ai cũng lục cục đàn hồng. Tôi mà đứng là tôi sẽ gõ ông nhẹ nhàng tình cảm. Ok nhẹ nhàng tình cảm. Vô đây nha. Ừ. Tôi quăng vô sọt két này. Mười đứa nó tao bắt. Mày tới con tao nữa ơi. Luôn nha. Ừ. Đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi đâu hả? Ủa sĩ nó sao mất nhân cậy. Ủa đi lên cho được tường làm gì vậy? Thấy được thứ tư không? Đây, không thấy ông thật không? Thứ ba mày ơi. Ủa màu liền hả? Trời ơi, trời đổ thật cái mà màu liền. Thứ tư kia là tay đèn trước đó nha. Cái gì mà á đụ với chạy? Tôi thấy hình như có thế nào bữa nay ăn hết không trời. Một chồng rồi nha. Tao đã tên chưa dùng. Nếu lần này chưa đẹp chứ hả? Nụ. Trời. Rồi, thấy cái cảnh luôn. Thấy cái cảnh luôn. Tao gõ một cái nha, tao tới công chuyện thôi á. Đừng để ba thằng gõ một thằng nha. Ai đừng để ba thằng quýnh thằng không nổi. Tao nếu mà tao bay ngã chơi, tụi bay có hiểu thoại của tao ha. Rồi nè. Ba chơi hết gà nó nha, tao trước á nha. Đây là phân tâm tôi nha. Chơi tới cái phim lay đàng hoàng ngon lành đàng hoàng. Chơi hết gà không nha. À, tao có vũ nha. Ê hồn quá đi. Về. Ngã đi ngã. Vô. Ngã. Lụp. Ông mà ngã là quăng ông vô sọt ngã luôn. Ngã luôn đi. Trời lắm cung kìa. Chết mẹ ông đây. Hưng cung kìa. Chết mẹ ông. Bốn cái. Ăn có bốn cái. Rồi ngon ngon. Mày tới con chị. Đi nè. Mày tới con chị. Tao gõ bên hai cái. Tao gõ bên hai cái. Mày gõ bên hai cái. Mày gõ bên hai cái. Ok không? Rồi gõ mày gõ đây đây. Gõ đi gõ đi. Gõ đi. Gõ đi. Thôi nghỉ ông nội. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Tao mới bị gõ hai một cái là bồn đi mà nghĩ cái gì? Chơi từ chờ tôi xíu coi. Hồi xuống, hồi xuống, đúng. Nè. Ông gõ nhẹ hồi tôi gõ nhẹ lòng. Rồi để tao làm cho thẳng lại tôi gõ nhẹ. Rồi, nghe heo à. Nhẹ nha, nhẹ nha. Ừ, nghe heo à. Tao gõ nhẹ lắm. Ông Thâm, ông để sát vô. Để sát vô, để sát vô. Ông Thâm, để sát vô. Ôi. Đi tổng luôn, liên tổng luôn. Rồi, cho quýnh đầu cái đúng rồi. Khỏi ta. Đi tổng luôn. Ừ. Anh cái hướng, cho nó điệu. Cho nó cũng hát luôn. Ừ. Bánh. Ừ. Mày nè, tới mày đừng em lo, mày ngồi đó mày quay. Hết nghe rồi. Hết nghe rồi, tao vô. Mày ngồi quay giá đâu. Ủa, tao nói cái đầu hả? Cái đứt cái đầu như vậy cho mày đây mày ngồi mày quay không? Ừ. Gì phép? Tôi hết nghe gì không đây? Dạ. Hết nghe gì đúng rồi? Chưa đánh mà có nghe cả con nữa.
Được gì á? Ông nhét lỗ tai hả? Ba giống ba nhét nữa đó. Cá cái thằng gì nó rung rung rung. Mấy con cá này bé nó đủ rồi. Hết nghe rồi. Hết nghe rồi. Tôi hết nghe rồi. Liên tục. Hết nghe rồi. Trời ơi, Dũng ơi. Hết nghe rồi. Gì vậy? Trong lỗ tai. Trời ơi, kìa. Trời ơi, muốn thả mày với ta. Chơi 8 vòng nữa mày. Còn 2 vòng nữa mà. Còn 2 vòng nữa mà. Vậy? Mấy vòng tính đâu? Đúng rồi. Ok, 2 vòng nữa. Còn này vòng này vòng thứ 3 nè. Còn 3 vòng nữa. Là mấy vòng ngáo tính đâu. Đúng rồi. Vô tai bắt con gì nữa kêu trong lỗ tai. Em bắt. Bắt gì không? Hết nghe rồi. Hết nghe rồi. Mày chẳng lấy tao đâu, tao bên kia tao lục nữa đó. Trời ơi. Cái mày kia lại bên tẩu chạy nữa. Ngã. Lục. Ai dễ gì mấy ông này đứng nữa. Ông nghỉ chơi. Ông đừng nghỉ chơi. Cái quỷ muốn chạy chứ ngon nữa đó. Tôi nghĩ chơi. Chết mày, game ổng luôn. Ủa, cái tay không có 500 mà nhỉ. Mày ra đây nè, mày nghỉ chơi. Tôi nghĩ chơi. Mày ra đây nè, mày nghỉ chơi. Chuẩn bị 2 phát đó nè. Ủa, tay không có 500 gì không sao? Coi nào à. Thằng Chu Mai Vũi mới đọc được. Coi nào bà kia phù hộ nữa không đại. Bà Chén đúng rồi. Ê, bà Chén không phù hộ không nha, phù hộ tôi. Bà Chén nè. Đúng rồi. Nếu mày không đứng tao gọi ba thằng. Đúng rồi. Rồi, ngon. Ê, ông gác xong lụm không được cứ vô ông nội ơi. Bà Chén ngã đi bà Chén, nó xém đứng rồi. Ngã đi bà Chén. Rồi. Ai, hai cái, 2, 4, 6 cái. Tôi. Bà tới mời phim. Một thằng gái bác bà Chín nè. Thôi bà Chín. Ê Quân. Có bà Chín chưa bác? Ây da. Thôi. Bà Chín. Thôi. Lại đây. Ê ơi. Ông đập vô có quay nè. Đủ. Bà Chín nè. Cho bà Chín. Ra. Ông vô kìa. Bà Chín nè. Cái nồi này cho nó. Ngay chắc chơi xong mấy vòng này giục cái nồi luôn quá. Ở cái nồi đó tôi nhớ của bà Sạm ông. Rồi đó, bà diễn bà tao xì nè. Bà Sạm ở đâu á? Bà diễn được cha. Trời ơi. Nó lớn hồi luôn. Cái đó nha, không lớn bằng này đâu. Cái này đánh thanh. Liên tục. Bà xì. Liên tục. Thấy không đi vô. Tớ mày thấy luôn à. Dầu tư kìa. Hết rồi. Dòng cuối tư rồi. Dòng cuối cùng rồi. Sao mấy dòng không không đi dòng nào chứ gì? Dòng cuối tư nè. Bà Chín rồi. Bà Chín nè. Bà Chín rồi. Bà Chín nè. Mày là chồng mày Chín luôn nè. Bà Chín đẹp ơi. Ừ chị ơi. Nãy giờ con bị quýnh nãy giờ 8 cái rồi đó. Bà phụ hộ giùm con đừng có bị quýnh cái nào ơi. Bà Chín phụ hộ coi đứng cái đó nha bà Chín. Bà quay qua bà nói là tao cho mày 10 cái cho tao chẳng mà chết mẹ luôn. Bà Chín phụ hộ coi đứng cái đó nha bà Chín. Lụt. Có lắm. Ba cái rồi chơi, nhúc qua tạm rồi. Đây, thổi vô láng láng lên trần ngã. Cái tay à đại ơi, để chạm tay em cái mắt thua rồi sao? À. Nhúc qua tạm không nổi. Lụt. Tôi lùng bụng rồi. Coi lùng nè. Lỗ tai lùng bụng cái này nó thấy hết đến rồi. Mỗi lửa nè, mỗi lửa nè. Tới mày đi mày. Ba lần rồi. Mà xỉn xôi nè. Hình như là 6 cái rồi. Ủa? Sáu cây rồi. Bà xin xô chai đấy nha bà xin. Xô chai đó bà xin ơi. Lụt. Xô chai đó. Ông Sàm ông la gọi tới ông Lùng nè. Ủa. Ủa cái gì mà. Đứng mà sao ngã đó. Ừ bà xin xô hả. Xô chai đó bà xin. Xô chai đó nha. Bà Xỉn ơi, bà Xỉn bà... Mẹ, xô chai nha bà Xỉn. Đứng nha bà. Xô chai bà Xỉn ơi. Đứng mẹ ơi. Bà Xỉn ơi, xô chai. Lụt. Lụt.
tôi, 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 tôi. Ủa trời, trời ơi, đứng đứng rồi, 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 đứng 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 chứ. Bà xỉn, bà xô chai nha bà xỉn. Bà xỉn xô chai. Ông nói vậy cũng đúng, bà xỉn sao bà xô được. Ôi lộn, không phải. Đây, 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 giá bà xỉn cho xô chai nó ngã nha. Kìa, kìa. Bà xỉn xô chai ngã. Ông xỉn, ông xỉn. Ông phun cho ông cái xô luôn. Bà xỉn xô chai nha bà xỉn. Xô cho đặt chai bà xỉn ơi. Đặt chai bà xỉn ơi. Lột. Ai biết đâu, không đứng đâu. Lột. Mới tôi mấy ta? Mới ừ. Tại vì chưa thắng thua là. Bà tỉnh, bà tỉnh. Bà xỉn, bà đâu? Bà tỉnh rồi, chai nha bà tỉnh. Bà đảo chai rồi, bà tỉnh rồi. Đảo chai là bà tỉnh rồi. Giờ quýnh mấy tôi 4 cái à? Giờ quýnh tôi mấy cái? 4 cái nhiều. 4 cái phải không? 4 cái. 4 cái trả lời 4 cái. Gì có 2 cái mày. Ủa phụ mày nói 4 cái mà tới chuyện ta. Các bạn quýnh 1 cái phải cho đáng các bạn. Trời ơi. Không cái này nha. Dạ. Mày để cho ra cái thằng cái đội nha. Đậu còn cái đội mày để vô cái đậu. Không. Mày gõ cái chặt đậu luôn á. Đậu luôn trời. Không. Xe đẹp quá. Ủa mấy con cái mà? Con gì? Mấy con cái hả? Con cái đấy thầy. Ủa không, con gì vậy nó bay vòng vòng bốn tay rồi. Quay phim nó đập nó đứng máy luôn. Bốn cái rồi. Bốn cái không? Ừ. Ai? Ủa không vậy có con gì mày lỗ tay á? Xe. Nó thở lên mày. Nó thở lên mày. Giờ mày nó vào lùng nó vào quýnh này quýnh bình cũng nhiều lắm mày. Lùng quýnh nhiều. Mày nãy lùng quýnh nhiều cái thằng. Cái ai cầu nãy vừa bị quýnh ai cũng vào luôn. Tao bị bà xỉn lỗ tay lùng bùng. Lỗ tay dở gì vô hả? Vô đi vô. Ê trời cái gì ê cái gì thiếu thiếu gì nữa thiếu gì nữa teo đen kìa bây giờ mày ra quay cho đen vô đây là bà xỉn vô nha. Đùa tôi quýnh tao quýnh tao quýnh tao. Đồng cái đánh không? 5 cái đánh nè. Chồng cuối cùng chơi 5 cái đánh. 5 cái đánh. Ê, tao tặng luôn rồi. Tặng đấu luôn 5 cái đánh. Ừ, phải như mày. Ê, phải thì mày. Ông luôn tập coi. Bù lỗ, ê, cái đánh. Rồi, 5 cái. Bù lỗ lại 5 cái. Chơi, 5 cái. Chơi luôn. 5 cái. Ừ. Chơi không? Chơi. Rồi, chơi gì? 5 cái. Rồi, chơi. 5 cái là 15 cái nha. 5 cái, nếu mà như mà hai thằng đứng là mày phải 15 cái. 10 cái đó. 15 cái luôn. 10 cái. 20 cái đó. Rồi. 15 hả? Đâu có tới 20. 5. Nếu như hai ta đứng hai mày không đứng bằng 10 đó. Không đứng á. Thì thằng có 10 à. Ừ 10 đó, 20 cái chịu. Đúng rồi. Chơi tới 30. Đâu? Rồi. Chơi đi. Chơi luôn hả? Chơi đi, chơi đi. 5 cái. Vòng cuối cùng ba. Anh em mình sẽ chơi một vòng cuối cùng double nha. Double kêu. 5 cái. Ok không? Nếu như mà thằng nào dục đứng thì quýnh ba kia một thằng 5 cái, ba thằng 15 cái. Ok. Hai thằng đứng, hai thằng không đứng. Là thằng này quýnh này 5 cái, tao quýnh 5 cái, quýnh nó 5 cái, 5 cái. Rồi. Ok. Rồi. Rồi. Rồi chứ đi. Không lẽ vòng này tôi không có cắt mặt nào sao? À biết được. Đã nói bà xỉn mới xô cái tay mày cho cái lật được không? Ai biết được? Tôi kêu ông xỉn, ủa ông tỉnh lại là ông giật bà xỉn. Tao kêu ông men, lại xô cái tay mày không? Men ơi men. Xô tay đánh ông men. Em quá nhà lại đánh ông men. Trời ơi. Chết rồi. Mẹ rồi. Nãy giờ hai cái không? Không cái, không lo không cái. Không cái à? Không cái à? Ông men. Nãy giờ thằng chơi đá nè. Cái con khỉ. Ông men ông mày. Chơi con cái à? Trời bụi với rồi. Chơi nhiều cái với mấy cha đậu ngồi nó chơi con cái không chịu. Ơi ông nhớ à, ông được cái là hàng nó tới số nha. Bà tính. Bà ông tính nhặt bà xỉn rồi. Bà phù hộ cái bà xây. Nè nè bà xây nè. Bà xây nè. Lột bà xây nè. Thôi tới rồi. Thời tới rồi. Thời tới rồi.
không chịu nổi đâu. Thôi không nổi cũng chơi nữa. Chịu một cái à? Ừ, chịu một cái à? Nói chịu một cái nhiều. Không. Cái ngữ. Ừ hả? Để uống miếng nước để cho nó tỉnh. Mày uống cái đó là mày bốn luôn. Mày uống cái đó là bà xỉn mày nhập mày luôn. Mày còn mong nó đừng đứng, nếu đứng là thằng 10 cái là té luôn phải không? Đứng rồi, nó không đứng thì tôi đứng được không? Ừ, quên nữa. Còn nhiêu vậy? Còn nhiêu vậy? Nó đứng chứ tôi đứng cái nữa là ông bị 15 cái. Gì có 10 cái à? 15 cái, nhưng mà tôi đứng được đúng không? Ba mày đứng hết, tao 15 cái hả? Ừ. Hai ông là 45 cái hả? Ừ. 30 cái. 15 cái. 45. Ừ, 15 rồi, 15 rồi. 5 cái với nhiêu? 15 rồi, 15 rồi. Ừ. Bà xỉn, bà xô, nhắc trai, nhắc cú rồi. Bà tỉnh. Bà tỉnh, bà tỉnh nó đi ngủ rồi. Bà tỉnh có hùa tôi nữa vậy. Bà tỉnh nhắc này, bà tỉnh quá, bà đi nhậu rồi. Dạ đi, mình chuẩn bị 5 cái nha. Ủa, con nhà bà tỉnh. Bà tỉnh nè, bà tỉnh nè. Bà tỉnh, lúc. Bà tỉnh. Ồ, bà tỉnh. Ông phải cho ông lùng lặt thôi là. Nãy rồi. Thằng 10 cái kéo. Thôi, thằng 10 cái đó. Đứng. Xô chạy ra bà tỉnh. Đứng con khỉ họ nè. Bà tỉnh xô chạy nó. Đứng. Đứng. Ông. Gọi ông đập hai ông luôn đi. Thằng 10 cái không đâu. Đu. Ông ăn 10 cái kéo. Hồi nãy ông đập bao nhiêu cái? Hồi nãy mày đập cái chai nó mềm xuống nó dễ đến phải rồi. Trời, thằng 10 cái nó ké quá trời. 20 cái, thằng 10 cái. Thằng 10 cái đó. Tới rồi mày nói. Bà tới khách phụ hộ ơi. Ai? Tới công chuyện rồi. Ai của tôi vậy? Ai một cái. Không ư cái hết hả? Chúng mới cho. Trời. Rồi tới bữa nay chuyến này rồi. Trời cứu rồi đó bà ơi. Tới chuyến này luôn rồi. Yeah. 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 Bị kiếm chưa vậy? Ôi móc tao luôn. Ủa chơi vậy? Mới đâm mà. Thì đúng rồi. Đủ lắm. Đủ rồi mà. Hiểu hết rồi. Hết rồi. 5 cái à? Khoảng 10 cái á. Đâu ra? Tôi 5 cái chi tôi không đập hả? Ừ rồi bạn ơi. Bạn 5 cái nữa. Đúng rồi. Bạn ông 5 cái rồi. Rồi đi. Liên tục gì? 5 cái là nó đập. Từ. Rồi. Mày đập 5 cái đó. Ok, chỗ cầm. Trời chuyến này bỏ nồi bỏ sạn luôn. Ông Thùng ơi, uống luôn. Ông Lùng báo thù rồi ông ơi. Trời ơi trời. Mày mày tối nhẹ, mày kia đứng kia cái đầu kìa. Mày kia đứng kia mày đập cái đầu kìa. Tôi kêu nào? Tôi kêu nào? Mày nói là mày đập cái tay đó gì nè, hồi nãy cũng mày thấy không? Mày đập cái tay đầu, mày cái tay đó nó bịp lít rồi. Trời. Tại ông không đây? Bởi mày á, không đau luôn tay giờ. Tại ông vậy trước á. Bây giờ tay mất một rồi. Giờ tôi luyện được cái gì? Năm cái của phim. Thấy nghe ai? Anh sao? Thấy nghe ai? Quay đầu lên cưng. Ờ đúng rồi. Thấy nghe ai? Cho lũ ta tè lắm đó. Mới có cái nha. Ai cái ơi? Ba. Ai? Đây. Cái tôi một tay đây. Tôi phải chặt hồ hồi nãy. Cái lỗ tai là mình chắc gì chắc này chắc mình con luôn quá. Bầu trời cho gió lên cao cho cu đen đập nát. Chơi. Một. Có động gì không nội? Gì vậy? Ba đi. Trời trời. Ủa chạy quất rồi cái thao đập chúng tôi đây vậy. Bố mày nhà đụng ra. Một cái đúng không? Ừ. Dạ Sam. Dạ. Hồi nãy cưng đập anh sao? Hết kìa. Đụng ra. Ba cái đẹp nha. Hết gì? Nghe được tiếng được chặt rồi. Để coi con gì rồi. Ờ, tính ra là ông lụng trả thù được mình rồi đó ông nội.
chơi giỡn này. Ôi thôi không chơi 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 không chơi. Tôi vừa đập cái xong tôi hết ra đi nghe rồi. Đủ xảy lỗ tay cho cậu. Ôi đập cái thiệt vậy. Nữa đi qua đây nè. Ông lỗ tay. Đừng làm nữa. Đừng làm nữa. Ông bỏ luôn chứ bỏ gì. Mình sửa sửa để xài tiếp. Nói chung thì trò chơi của anh em mình sẽ kết thúc tại đây bạn. Lỗ tay bây giờ có con gì nó bu ngoài đặc bè. Khó chịu quá. Thành cái gì đâu quýt. Cái bụng. Cái bụng. Nói chung là trò chơi của anh em mình. Anh em mình không khuyến khích tất cả bạn làm theo với mọi hình thức nha. Tại vì cái tiếng động lớn quá nó sẽ gây hại tới tai bạn. Anh em mình làm da nên anh em mình có thể làm được nha. Chiên cái mụ nội mình chứ chiên đầu chỉ cái đầu tai gì có. Chiên đẹp. Mười mấy cái chứ mười cái chắc thèm. 12 cái. Mình đập 5 cái, thằng đầu đập 5 cái là 10. Rồi bây giờ lại đập 2 cái. 12. Rồi thằng đầu đập 2 cái nữa là 14 cái. 10 cái là hơn. 14 cái á, tin giờ. 2 cái à. 14 cái, mày phim có mười mấy cái giống tao chứ gì? Tôi nhiều ông nội ơi. Mày nhiều tao tao đập cái đó. Tôi nhiều nhất nè. Tôi nhiều nhất nè. Thôi cuộc chơi của anh em mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu tất cả bạn có yêu mến anh em mình thì các bạn hãy nhấn like clip. Còn nếu các bạn thấy trò chơi này có gì đó sai sai thì các bạn có thông cảm bỏ qua. Còn bây giờ nữa. Chúc tất cả bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Ông tài rồi, có chạy qua.